ទឹកមានកំណត់ពីធម្មជាតិឥតក្លិននិងឥតពណ៌ទឹកមានប្រភពពីក្រោមដីលើដីនិងក្នុងអាកាសទឹកមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះជីវិតរស់នៅមនុស្សរីរោគគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីយកទឹកមកប្រើប្រាស់អ្នករស់នៅជិតទន្លេបឹងបួរពួកគេងាយស្រួលទទួលបានទឹកមកប្រើប្រាស់ជាងអ្នកដែលនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹកដើម្បីឲ្យបានទឹកគេតែងតែជីកស្រះត្រពាំងឬអណ្ដូងជាដើម បើគេក្រឡេកមើលមួយភ្លែតគេឃើញទឹកខាក់បីដូចជាមានគុណភាពមិនដូចគ្នាបន្តិចទៅវិញទឹកមិនត្រឹមតែមានគុណភាពមិនដូចគ្នាប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងមានទឹកខ្លះផ្ដល់នៅគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទៀតផងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេបានរកឃើញទឹកអណ្ដូងមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកមានផ្ទុកជាតិអាសនិកតាំងពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទើបតែបានដឹងក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2002នេះត
cầm đấy vừa đường đi thì mình tập cầm đây đến chơi nhưng vừa lại mới khơi chuyện này người thấy chuyện đấy thì ai đó pha pha qua là sợ kiệt là mình chưa được đây đây là luôn chuyện ăn uống nên cứ để xa tại thiên đấy vừa đường đi trong tập cả sạch nuôi chứ như mình ăn mới khơi để khơi được tế nên người đời thì thấy cái gì dương thì cà phê sao hay cà phê sao tiếp nữa cứ như mình thiết kim lý là bởi vì sao chứ mình ai phải là thì sao mà như cái sao bàn tám sầm đầy à án rồi bỏ cả nhà ân mình yến mà này đừng thả rồi chỉ chốn này tôi tu tiền tất để mình chết arsenic tôi chỉ tôi tu tiền tòa rồi dọc tay chậm ăn cả đảo ấy cậu ai vừa ấy bà bò đó dọc phía bàn đài hai pha vì bà đại ai cả miếng lưu chi trung ngư mà hà rịch bái cọp bé phù biến bố cư sở đầy riêng càng khống tầng ọ cá bà bò tầng ní mình cạp miên phìm phìm tê tại vì bà rìa bế bì prám tự đọc chân ám tự trình đục sinh nháp sinh sền đòi hát tha ca rô khuyên chiết arsenic nơi Campuchia tự tại bản đăng khống bê thamay thamay ní tự cạp sọc xài ở vị trí chân dồn đấng nơi miên cộng rật nhầm thuộc sko nhầm thuộc đăng bà nó nhầm ọt hiền bà vô nhầm phía sau mơ tới nhầm đàm bài nhầm bò bò nhầm đàm tất vì miền khâu lại bị tật tật lê tật liên toàn là của nhóm lại miền chiết cả bao bà nhóm chốt ra tới còn là tật đầu đi nhóm ở toàn nè qua chiết à sân này tên á tại nhóm loan bị sao đầm tật bò đầm bài tới việc khâu lại tật lê tật liên hơi có nhóm chốt chốt ra là hậu tây tật tật lê nhóm còn thả số lại chưa nâng ngu nâng bao cụ tại bên nó ai nhóm ở qua rồi ạ arsenic đang phong thỏa tăng đầu nó nhom điên bật lại làm bay làm tắt hay đang slo hay mu tắt của cả ai cái thằng ông tám rồi bài cá rồi bỏ ông cá cài rót thao bị bàn muối để hai cắt thao đi ai để ông cá ní bàn thưa cả để tốn ông cá prap prap thực sát ba này đừng thả sập ngày ní bơ chi bơ rót còn bơ chi chiêng mùi liền nhé bán nâng công bung prap prap tất cả đông để miếng chiết arsenic chưa bị xét nơi tam nằm bọn này lịch tất nâng chọn nâng trần lễ mê cùng. Đảm bấy tục sát nơi ca bà bà tật đề miên chết arsenic ní, trong này ai kết tế bán nạp thiên nơi ca đốt to tờ. Thì phương đồ là miên cầm đất chết arsenic được vì hà sập thi thịt bí, phạt phở bí liên á. Cứ dương bánh thăm năm cả hòm, lơ à mọn đấu rưu có đấu chẳng mù. Thì dương bánh thăm năm cả hòm á, tham ban nhà tôi với nhiều ban qua cả hòm hai bên sân trên đấu để ăn miến vì dân ban tham quả kiều chúng mình chơi chốn còn đắng ấy tha ai được hơn đấu cả hòm ôn đấu hòm ba này của anh đấu mình chơi đa số lịch nhưng mà giờ ta làm hòm được chơi ba đòi hát tha cậu má chơi tụt pen trong rừng sấy nâng chơi vây đang nghĩ trong cựu bằng phật nốt cậu má từ ca ca pi giang pi sách pi mẹ chơi than trong vĩnh trong bố roa ban nhà này ai thừa ở cậu má từ tu rồng cứu nâng ra hột đỏ mặt bóng chi vật đôi chị ca tôi tu tiền tất để miền chết arsenic chị đàng tám rồi bài cá rồi bọc rồi xuống áp vật cho nó bắt bàn tay chịu khinh thả khai đại bà bò đôi chết arsenic miền bắc bị khai cử khai cầm bông thống cầm bông chín nắng cầm bông chám bảy vén cơ chế chi trong phong bình nâng chia bị rách khai cận đà để miền trái chân kỳ
កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ UNICEF ការឧបត្ថម្ភរបស់លោកនេះពិតជាធ្វើឲ្យកម្មវិធីយុវវ័យថ្ងៃនេះមានដំណើរការជារៀងដរាប Your donation keeps the youth today program alive.